Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Nhiều fan yêu thích cũng như hâm mộ Kiếm Lai đều cho rằng tác phẩm này có chút khó hiểu. Vậy, Kiếm Lai có thật sự khó hiểu như lời đồn hay không? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về nội dung trọn bộ sẽ như thế nào nhé! Từ thuở xa xưa, vạn vật, bao gồm cả nhân loại, đều chỉ là sâu kiến, trong khi thần linh là những đấng tối cao đứng đầu cai quản tất cả. Thần linh có lớn có nhỏ, nhưng tiêu biểu nhất là 5 vị viễn cổ trí cao, mà trong bài này sẽ được gọi là 5 siêu trí cao và 12 vị trí cao thần linh dưới trướng của họ. Mục đích của các vị thần linh là chăn nuôi những loài có linh tính để lấy hương thảo, từ đó duy trì thần chỉ và kim thân. 5 vị siêu trí cao này bao gồm Thiên Đình Trung Chủ, đứng đầu sở hữu thực lực khủng bố 16 cảnh, và 4 vị còn lại với 15 cảnh bao gồm thần lửa, thần nước, người cầm kiếm và người mặc giáp. 12 trí cao thần linh dưới trướng của họ, mỗi vị sở hữu tu vi 14 cảnh khi ở trạng thái đỉnh cao, cùng với những thần thông vô cùng bá đạo, có thể kể đến như điều khiển ngày đêm, song song thời gian, giấc mộng và tạo ra bản gốc của mặt trời, mặt trăng. Họ bao gồm người một mắt, người có tiếng vọng, 2 vị nam nữ địa tiên tri tổ, người thức ngủ, người mang tiếng lòng, người phục khắc, người bố cục, người đẩy loạn, người hành hình, lôi bộ ti chủ và một thần linh cuối cùng không được nhắc tên. Qua bao năm tháng, nhân loại và yêu tộc bắt đầu học được tu hành, xuất hiện những thiên tài. Những thiên tài này trưởng thành và trở thành kẻ mạnh, một số trong đó đã đạt đến 14 cảnh đỉnh phong. Họ được mệnh danh là 10 hào và 4 dự khuyết, tổng cộng là 14 người đứng đầu. Trong số 10 hào nổi bật là Đạo Tổ lập ra Đạo Giáo, Phật Tổ lập ra Phật Giáo, Chí Thánh Tiên Sư lập ra Nho Giáo, Ông Tổ của Binh Gia Khương Xá, người được mệnh danh là đạo sĩ đầu tiên sở hữu kiếm đạo cao nhất và một số người khác. 4 vị dự khuyết, những người sẽ được nhắc đến nhiều sau này, bao gồm Lễ Thánh, người chế tạo ra quy củ cho hạo nhiên thiên hạ, Lão Đại Kiếm Tiên Trần Thanh Đô, làm chủ kiếm khí trưởng thành, Bạch Trạch, trùm của yêu tộc và Tam Sơn Cửu Khấu Tiên Sinh, người đầu tiên vẽ ra bùa chú và bố cục nên các hầm lò nung sứ, ngọn núi, các tiểu trấn ở Ly Châu Động Thiên, góp phần tạo nên cục trong cục. Những điều này, kênh Review 5 Phút sẽ giải thích ở sau nên các bạn đừng lo khó hiểu nhé. Khi nhân loại đã đủ lông đủ cánh, họ không còn chấp nhận làm con rối trong tay thần linh nữa. Và một ngày đẹp trời, dưới sự dẫn dắt của Tam Tổ Ba Giáo, Đạo Tổ, Phật Tổ và Chí Thánh Tiên Sư, họ quyết định lật đổ Thiên Đình. Mặc dù với chiến lược của họ, việc lật đổ Thiên Đình là không thể, nhưng không hiểu vì sao, đúng vào ngày ấy, Thiên Đình Trung Chủ đột ngột mất tích, thần lửa và thần nước lao vào cuộc chiến lẫn nhau, tạo ra nước lửa chi tranh, người cầm kiếm trừ khử người mặc giáp và đứng về phía nhân tộc. Không có sự lãnh đạo của 5 siêu trí cao thần linh, các vị thần linh còn lại như rồng bắt đầu. Cuối cùng đại bại, nhân tộc đại thắng. Trong cuộc chiến này, kiếm tu ra sức lớn nhất, công lao lớn nhất và cũng gánh chịu nhân quả lớn nhất do thiên đạo phản lại vì đã đánh sập Thiên Đình. Tuy nhiên, biến cố lại bất ngờ xảy ra khi ông tổ Binh Gia Khương Xá dẫn theo một nửa kiếm tu phản bội, muốn lập ra một thiên đình mới với quy tắc mới. Nhóm này có mâu thuẫn sâu sắc với các tu sĩ khác, đặc biệt là Tam Tổ, dẫn đến một cuộc nội chiến giữa hai thế lực chính, bao gồm nhóm kiếm tu của ông Tổ Binh Gia và nhóm của Tam Tổ. Một nửa kiếm tu không theo phe Khương Xá mà đứng về phía Trần Thanh Đô, nhóm này được cho là không tham gia cuộc chiến. Cuối cùng, dưới sự hợp sức của ba giáo, Khương Xá bị trung chém và phân xác, thân thể và linh hồn bị giam giữ ở sao hỏa trong 10.000 năm. Tam Tổ Ba Giáo đạt đến 15 cảnh đỉnh phong và sự tan rã của Thiên Đình đã tạo ra hàng trăm động thiên cùng 4 tòa thiên mới, đó là Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thanh Minh Thiên Hạ, Liên Hoa Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ. Hạo Nhiên Thiên Hạ do Chí Thánh Tiên Sư cai quản, nhưng ông không can thiệp vào việc thế sự. Lệ Thánh trưởng quản và được mệnh danh là người trong 14 cảnh có chiến lược mạnh nhất, là đệ tử của Chí Thánh Tiên Sư. Ông chịu trách nhiệm chế tạo quy củ, phép tắc, lấy Nho Giáo làm gốc. Bên cạnh đó, ông sử dụng thuật Đồ Long hoặc Phù Long để phò tá các vị vua chúa, giúp họ củng cố và trấn áp khí vận quốc gia. Hạo Nhiên Thiên Hạ có 3 đại học cung và 72 học viện trải khắp toàn thiên hạ, nắm giữ địa vị tuyệt đối. Tiếp đến, Thanh Minh Thiên Hạ do Đạo Tổ trưởng quản, nhưng ông cũng không can thiệp vào thế sự. 3 đệ tử của ông lần lượt là Nhất Trưởng Giáo Khấu Doanh, người thông hiểu gốc rễ cả ba giáo, Nhị Trưởng Giáo Dư Đầu, người sau này được mệnh danh là Thật Vô Địch trong 14 cảnh, và Tam Trưởng Giáo Lục Trầm, vị đạo sĩ bói toán trong Ly Châu Động Thiên, thay phiên nhau cai quản. Đạo giáo là gốc và nhiệm vụ của họ là chống lại sự xâm nhập của hóa ngoại thiên ma, nguyên nhân khiến tu sĩ rơi vào ma chướng và bị hủy hoại căn cốt. Liên Hoa Thiên Hạ do Phật Tổ cai quản, nhưng ông cũng không can thiệp. Người ở đây lấy Phật Pháp làm đầu và nhiệm vụ của họ là trấn áp nhân gian địa phủ đang không ngừng trỗi dậy. Man Hoang Thiên Hạ do Bạch Trạch và Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ đứng đầu, là thiên hạ của yêu tộc. Hầu như không có sự tồn tại của con người ở đây. Nguyên khí mỏng manh khiến yêu tộc luôn tìm kiếm tài nguyên và linh khí dồi dào của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng không thể vượt qua kiếm khí trưởng thành, tòa thành mà Trần Thanh Đô trấn giữ. Tòa thành này là nơi tập trung toàn bộ kiếm tu, nơi mà thiên tài ở ngoài kia khi vào đây chỉ là người bình thường. Sau trận chiến khốc liệt, tiếp diễn là âm mưu của yêu tổ nhằm hợp nhất đạo của Man Hoang Thiên Hạ rồi tấn công Hạo Nhiên Thiên Hạ.
Trước khi hai thế lực Man Hoang và Hạo Nhiên trở thành kẻ thù, một cuộc gặp gỡ bí mật giữa các bên đã được tổ chức để giải quyết những vấn đề quan trọng. Các vấn đề được thảo luận bao gồm chiến tranh giữa Man Hoang và Hạo Nhiên, nhân quả của kiếm tu, ý đồ của Bạch Trạch, quyết định cuối cùng của Trần Thanh Đô và xử lý các vị thần linh còn tồn tại. Cuộc họp kết thúc với những quyết định quan trọng sau đây. 1. Lệ Thành đã thuyết phục thành công Bạch Trạch đứng về phe trung lập, đồng ý rời bỏ Man Hoang để chuyển sang Hạo Nhiên chịu sự quản thúc. Điều này khiến âm mưu của Thác Nguyệt Sơn yêu tổ thất bại, buộc hắn phải chờ đợi một vạn năm nữa khi Trung Mật, một nhân vật phản diện vô cùng quan trọng xuất hiện. 2. Chí Thánh thuyết phục thành công Trần Thanh Đô, lãnh đạo nhóm kiếm tu tử thủ, kiếm khí trưởng thành, ngăn chặn Man Hoang tấn công vào Hạo Nhiên trong vòng một vạn năm. Đổi lại, Nho Gia sẽ đứng ra gánh chịu toàn bộ nhân quả mà kiếm tu phải đối mặt do việc đánh sập thiên đình. Đồng thời, an bài đường lui cho kiếm tu bằng cách tìm kiếm một nơi ở mới cho họ. Sau cùng, Nho Gia đã tìm ra Ngũ Thải Thiên Hạ, nơi sẽ trở thành thiên hạ thứ 5 với Ninh Diêu đứng đầu. 3. Phần lớn các vị thần linh còn lại bị giam lỏng trong Hạo Nhiên Thiên Hạ nhằm hạn chế sức mạnh và tầm ảnh hưởng của họ. 4. Tam Tổ đã hợp lực tạo ra kiếm khí trưởng thành, một phòng tuyến bất khả xâm phạm giữa Hạo Nhiên và Man Hoang, bảo vệ nhân loại khỏi sự xâm lược của yêu tộc. Thời gian rất nhanh trôi qua, một vạn năm sau chuyện gì sẽ xảy ra? Ấn đăng ký kênh Review 5 Phút để biết thêm chi tiết nhé! Chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!